Chào quý vị và các bạn, Thu Hằng và Thanh Nga rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình với khán giả NTV của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình ngày hôm nay sẽ phản ánh những nỗ lực của đội ngũ phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An với nhiệm vụ tuyên truyền về vấn đề Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên Biển Đông cũng như sự đón nhận của khán giả về vấn đề này. Chương trình cũng sẽ có câu chuyện hậu kỳ của chương trình Sân chơi thiếu nhi tuổi thần tiên và cuối cùng là lịch phát các phim hay trên sóng. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, vấn đề đang được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, đó chính là việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và quyền tài phán của Việt Nam. Cùng với các cơ quan thông tấn báo chí, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã dành thời lượng đáng kể để tuyên truyền về Biển Đông. Từ nhiều góc độ, từ bản tin thời sự hàng ngày đến các chuyên mục như Biển đảo quê hương, các tác phẩm đã thể hiện được thái độ và quan điểm phản đối việc làm sai trái của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền của Việt Nam theo Công ước Liên Hợp Quốc và về luật biển năm 1982. Đã hơn 20 ngày, đều đặn trên các bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An là các thông tin vấn đề Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên Biển Đông. Hơn 50 tin phóng sự đã tập trung phản ánh kịp thời những dư luận của các tầng lớp nhân dân về việc làm sai trái này. Chương trình thời sự cũng đã nêu ý kiến của các luật sư, các lực lượng chức năng như Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư với những chứng cứ pháp lý rõ ràng khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa. Đó còn là việc phản ánh tuyên truyền về luật biển và Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 cho sinh viên, học sinh và các đối tượng liên quan. Thì tôi đã tìm hiểu tất cả các cái luật biển của Việt Nam, Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Qua đó thì chúng tôi đã đi làm một loạt cái phóng sự, gặp gỡ ngư dân, gặp gỡ một số doanh nghiệp, gặp gỡ các cái nhà luật và các cái giáo sư. Thì qua đó thì tôi đã thực hiện một loạt cái phóng sự này và cũng tuyên truyền cả đậm nét về những cái vấn đề mà cái việc làm sai trái của Trung Quốc. Rồi tiếp theo đó thì những cái vấn đề liên quan đến các cái cuộc đàm phán, rồi các cái tài liệu của quốc tế, của các cái doanh nghiệp cung cấp cho Việt Nam trong cái vấn đề khẳng định cái chủ quyền của biển đảo của Việt Nam. Với thế mạnh của một chương trình chuyên sâu, chuyên mục Biển đảo quê hương của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã đi sâu phân tích để khán giả hiểu một cách đầy đủ về vấn đề đang diễn ra trên Biển Đông. Từ câu chuyện hạ đặt giàn khoan đến các cách thể hiện lòng tự hào, lòng yêu nước của người dân xứ Nghệ. Khi mà tuyên truyền về cái vấn đề này thì chúng tôi cũng nghĩ là mình phải làm sao để mà nói được là cái việc này là một cái việc làm sai trái của Trung Quốc và cái phản ứng của nhân dân ở Nghệ An cũng như là nhân dân của cả nước về cái vấn đề này. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đưa ra một số cái gương cũng như là một những cái cách thể hiện cái lòng yêu nước của người dân xứ Nghệ khi mà trong cái bối cảnh là Trung Quốc đang có những cái hành vi sai trái như là hạ đặt giàn khoan để đưa các cái tàu, trong đó có cả tàu quân sự vào thêm lục địa của Việt Nam và có cái sự gây hấn đối với quân và dân của Việt Nam. Ngoài phát huy thế mạnh của báo hình và báo nói, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã chú trọng việc phản ánh các tin tức, đặc biệt là các bài viết sâu sắc, phân tích trên trang web của đài về các hành động sai trái của Trung Quốc, cũng như kêu gọi các tầng lớp nhân dân hãy thể hiện lòng yêu nước đúng đắn trên tinh thần của dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, thấu hiểu giá trị của hòa bình hơn bất cứ dân tộc nào. Đối với đội ngũ làm báo Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, đây là khoảng thời gian thực sự bận rộn. Lòng yêu nghề, lòng tự tôn dân tộc đã thôi thúc họ viết về Trường Sa, về Biển Đông. Đặc biệt
với những phóng viên đã từng đến Trường Sa, từng chứng kiến sự kiên cường bám biển, vượt qua mọi khó khăn gian khổ của cán bộ chiến sĩ và các lực lượng chức năng trên biển, thì những diễn biến trên Biển Đông hơn bao giờ hết thôi thúc họ. Và dù vất vả, hiểm nguy, nhưng được tiếp tục ra đảo vẫn là niềm vinh dự đối với họ. Nếu mà được ra lần nữa thì cố gắng làm thế nào đó để ghi lại và cập nhật những cái liên quan đến cái công tác đặc biệt của anh em chiến sĩ hải quân cũng như lực lượng kiểm ngư tại đây. Và phải làm cho bà con chúng ta hiểu hơn và tôn quý trọng hơn cái chủ quyền lãnh hải và bảo vệ, ra sức bảo vệ cái biển đảo của quê hương mình. Xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình, phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đang từng ngày, từng giờ bằng những tác phẩm của mình nhằm định hướng dư luận theo chiều hướng tích cực, góp phần quan trọng trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Thưa quý vị và các bạn, với vị trí là cơ quan tuyên truyền có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã và đang góp phần quan trọng trên mặt trận tuyên truyền vì chủ quyền biển đảo Việt Nam. Những ngày này, vấn đề thời sự được nhiều khán giả quan tâm là diễn biến tình hình trên Biển Đông và những hành động ý nghĩa thể hiện lòng yêu nước, đoàn kết dân tộc hướng về biển đảo thân yêu. Đó cũng là lý do các khán giả gắn bó hơn với nhà đài. Có thể nói cùng với các bản tin thời sự của VTV, các báo mạng, nhiều khán thính giả đã theo dõi sát các tin bài phóng sự của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An nói về tình hình Biển Đông. Qua các tin bài mà các phóng viên, nhà báo đã phản ánh, giúp cho nhân dân có thể hình dung rõ hơn cái tình hình trên Biển Đông. Qua đó thì khơi dậy được lòng yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Và tôi cũng mong rằng là chúng ta sẽ đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa trên mặt trận tuyên truyền để góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam. Còn ở Diễn Châu, trước diễn biến phức tạp trên Biển Đông, ngư dân quan tâm hơn việc nghe, xem thông tin thời sự trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An luôn là kênh thông tin thời sự thân quen, gần gũi của ngư dân Diễn Châu. Hiện Diễn Châu có tổng số trên 1.450 tàu thuyền các loại, trong đó tàu thường xuyên đánh bắt xa bờ tại vùng biển mà tàu Trung Quốc thường xâm phạm chủ quyền, tập trung chủ yếu ở xã Diễn Ngọc, Diễn Bích và Diễn Kim. Ngoài thói quen của người đi biển, nghe để biết thông tin về thời tiết, thời gian này họ còn chú ý hơn đến việc nghe ngóng thông tin qua các phương tiện thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Khi trên biển thì nghe qua radio, khi vào đất liền thì xem chương trình thời sự truyền hình để hiểu rõ hơn về diễn biến trên Biển Đông, từ đó biết cách xử trí đúng cách để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Thường truyền nghe cái Đài Phát thanh của Nghệ An thì nhà trường yên tâm đi sản xuất thôi. Qua đó là cũng biết được thông tin vùng Biển Đông như vậy thì các cái thông tin đại chúng cũng nhà trường cũng coi là nắm bắt được cả. Của Nghệ An đưa lên thì cả Trung ương cũng đưa lên biết cả. Đây là mình cứ yên tâm đi sản xuất thôi, yên tâm sản xuất làm ăn thôi. Không ngại không gì, tôi cứ bám biển vậy để giữ lấy bảo vệ chủ quyền để làm ăn. Thời điểm này tuy có lo lắng nhưng với nhiều chương trình thời sự thiết thực, đặc biệt là việc tăng thời lượng phát sóng về biển đảo của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã động viên khích lệ ngư dân Diễn Châu vững tin hơn, quyết tâm hơn, vươn khơi đánh bắt, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, một sân chơi dành cho thiếu nhi mới lên sóng đã để lại ấn tượng khá tốt trong lòng khán giả của NTV, đó chính là sân chơi Tuổi Thần Tiên dành cho lứa tuổi mẫu giáo. Để có được một chương trình lên sóng là cả một sự cố gắng lớn của đội ngũ làm báo, từ đạo diễn đến tổ chức sản xuất, biên tập, quay phim. Câu chuyện hậu kỳ về sân chơi này giúp quý khán giả hiểu hơn về những khó khăn khi làm các sân chơi thiếu nhi. Những ngày nắng nóng nhất của tháng 5 lại là những ngày bận rộn nhất của ekip làm sân chơi Tuổi Thần Tiên. Các chương trình được quay liên tục bởi những ngày nghỉ hè đã đến gần. Để tránh cái nắng, cái nóng khắc nghiệt của Thành Vinh, các buổi tập, chạy chương trình hay ghi hình chính thức đều được tiến hành từ lúc sáng sớm hoặc chiều muộn. Từ ekip sản xuất chương trình đến các cô giáo của nhà trường đều đã được huy động. Từ trang trí sân khấu cho đến tổ chức các trò chơi cho các cháu. Mệt và lo lắng, nhưng các cô giáo và những nhân vật chính của sân chơi Tuổi Thần Tiên là các cháu ở độ tuổi mẫu giáo lớn rất hào hứng khi được tham gia sân chơi này.
Đây là một cái sân chơi rất là bổ ích. Các bé cũng như giáo viên toàn trường là đón nhận rất là phấn khởi, rất là vui tươi để tổng kết một cái năm học, và các cháu bé 5 tuổi chuẩn bị ra trường. Các cháu đã tập luyện rất là hăng say và đài truyền hình đã phối hợp với nhà trường rất là chặt chẽ từ cái tổ chức khâu tổ chức cũng như các cái hướng dẫn cái trò chơi, rồi phối hợp với các chị hướng dẫn viên đó để các chị đã phối hợp để dẫn chương trình rất là hiệu quả. Và phụ huynh cũng rất là vui phấn khởi để mà tham gia, để các bé được tham gia cái trò chơi này. Và thông qua những cái trò chơi này thì chúng tôi đã lồng ghép những cái trò chơi dân gian vào. Đấy, thì tôi thấy rằng là trẻ hào hứng lắm, chờ đợi đến cái lúc được phát sóng. Và trong cái quá trình tham gia thì trẻ đã có cái sự đấu tranh, rồi là sự để giành cái phần thắng về cho mình. Tổ chức các sân chơi luôn đòi hỏi sự nỗ lực lớn từ những người làm chương trình. Mỗi một thành viên của ekip sản xuất cùng lúc phải làm nhiều công việc để có một sân chơi hấp dẫn lên sóng. Tuy nhiên, đối với một sân chơi dành cho lứa tuổi mẫu giáo lại có những điều đặc biệt hơn. Ví dụ anh đi làm thì một cái chương trình anh chỉ đi làm đi quay một buổi hoặc đi quay một ngày thôi. Nhưng mà anh ở sân chơi thì bắt buộc là cái người dẫn chương trình là phải cùng với các cháu tập luyện ít nhất là phải 3 ngày để cho thành thục cái trò chơi, rồi làm quen với các cháu. Tổ chức sản xuất thì cũng phải đến để xem là các cháu nó hoạt động cái trò chơi đó như thế nào để mà mình tác động cùng với các cháu để mà làm. Tại vì các cháu là cái lứa tuổi này là cái lứa tuổi hiếu kỳ, cho nên là khi mà nếu anh tập mà không để các cháu làm quen với cái người dẫn chương trình ấy, thì các cháu chỉ nghe cố thôi chứ không nghe cái người dẫn chương trình của cái chương trình. Đó là một cái khó khăn thực tế. Vất vả, tất bật và đầy lo lắng mỗi khi tổ chức sân chơi thiếu nhi. Thế nhưng những người làm chương trình ai đấy dường như trẻ lại khi được gắn bó với các bé thơ ngây, trong sáng và đáng yêu. Và niềm hạnh phúc của những người làm chương trình là các sân chơi đầy ý nghĩa với những trò chơi ngộ nghĩnh đã đem đến niềm vui cho khán giả. Trường Nội Trú là một bộ phim truyền hình Việt Nam dài 30 tập của hãng phim TFS sản xuất, thuộc thể loại phim hài, tình cảm và tâm lý. Và đây chính là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Lê Khắc Hoài Nam. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của thầy giáo Tường dạy dỗ học sinh lớp 12A1, những học sinh nổi tiếng quậy nhất của một trường nội trú. Và bên cạnh đó còn là câu chuyện nói về cuộc tình của thầy Tường với một nữ giám đốc xinh đẹp. 30 tập bộ phim Trường Nội Trú phát sóng vào lúc 13:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 tới trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò. Sáu hoàn cảnh, sáu cá tính khác nhau, nhưng tất cả có một điểm chung, sẵn sàng quậy phá. Tối nay á, mình sẽ trốn trường để làm một phi vụ đặc biệt. Một người thầy tận tâm, hết lòng vì học trò. Đối với xã hội thì chị em là người có lỗi, nhưng mà với em thì chị em vẫn là một người tốt. Là một trong số ít phim về đề tài học sinh của hãng TFS được đánh giá tốt nhất, Trường Học Nội Trú là một câu chuyện có thật trong cuộc sống. Bộ phim phản ánh chân thực về cuộc sống tại một trường tư thục nội trú. Bên cạnh đó, bộ phim cũng chính là lời cảnh tỉnh cho phụ huynh học sinh trong cách quản lý con em mình ở lứa tuổi mới lớn. Vì chỉ có đi cai nghiện thì em Lâm mới có cơ hội làm lại cuộc đời. Cái gì làm lại cuộc đời? Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về các phim hay trên sóng đã kết thúc chương trình với khán giả NTV ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Như thực lệ, mọi ý kiến của khán giả dành cho chương trình xin gửi về địa chỉ. Chương trình với khán giả NTV, phòng biên tập thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, hoặc qua email với khán giả ntva@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể xem lại với khán giả NTV trên website truyenhinhnghean.vn. Còn bây giờ, Thanh Nga và Thu Hoàng xin nói lời chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.